Có bao giờ bạn tò mò không biết siêu phẩm điện ảnh nào đang thống trị danh sách những bộ phim có doanh thu cao nhất ở thị trường Việt Nam? Và nếu như bạn đã từng đặt ra câu hỏi đó, thì video ngày hôm nay dành chính cho bạn. Dưới đây chính là top 10 bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Việt Nam tính đến năm 2020, theo thống kê của Box Office Việt Nam. Xếp ở vị trí thứ 10 là Joker 70 tỷ đồng. Khán giả yêu thích dòng phim siêu anh hùng, đặc biệt là fan của nhà DC sẽ vô cùng tự hào khi Joker chính là tác phẩm duy nhất của vũ trụ điện ảnh DC lọt vào danh sách những bóng tấn điện ảnh có doanh thu cao nhất tại thị trường Việt Nam với con số xấp xỉ 70 tỷ. Câu chuyện về gã ác nhân Joker của đạo diễn Todd Phillips dù có nhiều tình tiết khá khó hiểu với hàng loạt chi tiết ẩn dụ, song nhờ tác phẩm này mà khán giả có thể có được cái nhìn đa chiều hơn về nhân vật Arthur, một nhân vật sắm vai phản diện từ rất lâu nhưng lại không hề xấu xa, độc ác, vô nhân đạo, phân biệt đạo đức hay phân biệt chủng tộc, giới tính như nhiều bộ phim trước đó đã xây dựng. Xếp ở vị trí thứ 9 sẽ là It Chapter 2, 74 tỷ đồng. Tiếp nối thành công ngoài dự đoán của phần 1, It phần 2 dù vấp phải một số ý kiến đánh giá không tốt như yếu tố kinh dị còn quá ít, nhiều tình huống hài hước đặt không đúng chỗ. Tuy nhiên It phần 2 vẫn xuất sắc nằm trong top 10 bộ phim có số lượng bán vé ra cao nhất ở Việt Nam, 74 tỷ đồng. Dù với cá nhân mình không đánh giá cao Godzilla, tuy nhiên không thể nào phủ nhận độ hot của những bộ phim siêu quái vật và minh chứng rõ ràng nhất đó là doanh thu của bộ phim này tại thị trường Việt Nam không phải dạng vừa. Doanh thu tổng thể của Godzilla trên thị trường quốc tế chỉ đạt 385 triệu đô la, kém xa so với những bom tấn khác trong bảng xếp hạng. Nhưng có lẽ nhiều khán giả Việt thích theo dõi những trận tư hùng của các con quái vật nên doanh thu của bộ phim này tại Việt Nam lại là rất tốt, 79 tỷ đồng. Vị trí thứ 7 thuộc về Aladdin, 80 tỷ đồng. Bộ phim hài âm nhạc Aladdin có doanh thu trên toàn cầu lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên khi công chiếu ở thị trường Việt Nam, doanh thu mang về thì lại chỉ hơn Godzilla 1 tỷ đồng thôi. Giám chiếu phim đã xem Aladdin và cảm thấy bộ phim này khá thú vị. Nội dung phim thì hài hước, âm nhạc sôi động. Nó mang đến một góc nhìn mới mẻ về Aladdin. Tuy nhiên có thể là vì thể loại nhạc kịch của vùng đất Ả Rập, nó khá kén người xem, nên doanh thu của bộ phim này tại thị trường Việt Nam lại khá ảm đạm. Đứng chắc ở vị trí thứ 6 sẽ là Maleficent 2, 84,6 tỷ đồng. Maleficent 2 nhận được rất nhiều lời khen ngợi đến từ các nhà phê bình, giới điện ảnh và các tín đồ điện ảnh của Việt Nam. Chính vì vậy nên bộ phim này góp mặt trong danh sách những bom tấn có doanh thu cao nhất tại thị trường Việt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Có ý kiến cho rằng Maleficent 2 sẽ mở ra một vũ trụ cổ tích tuyệt vời với những câu chuyện kết thúc có hậu. Vậy nếu như bạn chưa xem bộ phim này thì thực sự quả là một điều nuối tiếc lớn. Đứng giữa trong 10 cái tên ngày hôm nay sẽ là The Lion King, 92 tỷ. The Lion King xứng đáng là bom tấn điện ảnh xuất sắc nhất trong năm 2019 khi mang đến cho khán giả bản chuyển thể live action được đầu tư chỉn chu về mặt nội dung, thông điệp nhân văn sâu sắc và phần hình ảnh đẹp mê ly. Tác phẩm này cho thấy hãng phim đang dần chuyển sang những bộ phim bản live action thay vì các bộ phim hoạt hình khiến cho các khán giả nhỏ tuổi mê tít như trước. Đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách ngày hôm nay, Captain Marvel, 92 tỷ đồng. Captain Marvel là bộ phim đầu tiên của nhà Marvel dành riêng cho nữ siêu anh hùng, với mức chi phí đầu tư của bộ phim lên đến 152 triệu đô la. Dù mức chi phí đầu tư được xếp áp chót bảng xếp hạng trong danh sách những bộ phim được Marvel bỏ tiền ra sản xuất nhiều nhất, song Captain Marvel vẫn đủ sức mang đến khán giả những màn phô diễn sức mạnh mãn nhãn, cùng với phần kỹ xảo cực đẹp và ấn tượng. Doanh thu 92 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam không phải là một con số lớn, nhưng tổng doanh thu toàn cầu hơn 1 tỷ đô la Mỹ mà đại úy Marvel đã đạt được là niềm mơ ước của rất nhiều những bom tấn điện ảnh nổi tiếng. Cán đích ở vị trí thứ 3 sẽ là Spider-Man Far From Home, 110,9 tỷ đồng. Người nhện xa nhà của nhện nhọ Tom Holland cũng là một tác phẩm của Marvel đoạt doanh thu nằm trong top đầu thị trường tại Việt Nam. Câu chuyện về cậu nhóc Peter Parker với cô nàng gà bông đã mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái từ đầu cho đến cuối phim. Song song với đó là những trận đấu hoành tráng của Spider-Man với nhân vật phản diện. Spider-Man Far From Home không chỉ mở ra cơ hội cho nhện nhọ trở thành người thay thế cho Iron Man, mà khi Marvel mượn được nhện nhọ từ tay của Sony thì cơ hội dành cho nhân vật này càng nhiều hơn và chắc chắn những series phim về Spider-Man sẽ được Marvel lên kế hoạch triển khai trong tương lai. Và xếp ở vị trí á quân trong video ngày hôm nay, Fast and Furious, Hobbs and Shaw.
Phần ngoại truyện của Fast and Furious cũng mang về cho nhà sản xuất 150,1 tỷ đồng doanh thu tại thị trường Việt Nam. Còn trên toàn cầu, bộ phim này mang về hơn 758 triệu đô la doanh thu. Trong bối cảnh hai diễn viên chính của series này có những mâu thuẫn không thể nào hóa giải, thì Fast and Furious Hobbs and Shaw chính là cơ hội để khán giả thấy được The Rock trong Fast and Furious có thể là lần cuối, nếu như ngoại truyện không được tiếp tục thực hiện phần 2. Và cuối cùng, một cái tên mà có lẽ ai cũng có thể đoán được, Avengers Endgame, 272,9 tỷ đồng. Đứng đầu trong danh sách những bộ phim có doanh thu cao nhất tại thị trường Việt Nam đó là bom thần Avengers Endgame, kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Bộ phim đã mang về cho Marvel hơn 2,79 tỷ đô la, tính riêng thị trường Việt Nam là 272,9 tỷ đồng. Avengers Endgame khép lại một chương của biệt đội siêu anh hùng Avenger và mở ra một kỷ nguyên mới cho biệt đội siêu anh hùng khi thủ lĩnh Iron Man đã ra đi mãi mãi. Avengers Endgame cũng đã xoán ngôi của Avatar, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh thế giới. Và đây cũng là một kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực của dàn diễn viên và ekip sản xuất phim, xử lý hậu kỳ hay là phát hành. Có một điều đáng chú ý mà ở cuối video ngày hôm nay mình bây giờ mới có dịp giải thích, đó là việc nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao không thấy những tác phẩm điện ảnh kinh điển khác trong danh sách này như là Avatar, như là Frozen hay là Avengers Infinity War hay là Chiến binh báo đen Black Panther mà đều là những bộ phim điện ảnh được ra rạp trong năm 2019. Nguyên nhân là vì trên trang box office Việt Nam, mình không tìm được doanh thu tại Việt Nam của những bộ phim trước đó. Vậy nên trong danh sách này có thể sẽ thiếu đi một số tác phẩm tiêu biểu của nền điện ảnh thế giới. Nếu như bạn cảm thấy bộ phim nào có doanh thu tại Việt Nam cao hơn những tác phẩm kể trên thì hãy để lại bình luận cho Rạp Chiếu Phim ngay và luôn. Chúc các bạn có những giây phút giải trí thư giãn vui vẻ cùng với kênh của bọn mình và đừng quên tham gia group review phim của Rạp Chiếu Phim để có thể cập nhật những tin tức điện ảnh mới nhất, đồng thời có được cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ chương trình. Link thì mình sẽ để ngay dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo.